Nguyên Khôi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay của SBTN từ San Jose, chúng tôi có dịp nói chuyện tiếp xúc với hai người bạn trẻ đến từ Âu Châu. Đó là các bạn Nguyễn Tiến Trung và Hoàng Lan, hai người bạn trẻ đến từ Pháp. Và hai bạn này thuộc tập hợp Thanh niên Dân chủ. Hy vọng qua buổi nói chuyện này thì các bạn Trung và Lan sẽ cho chúng ta một đôi nét về phong trào của các bạn trẻ hiện nay trong cái công cuộc chung là đòi hỏi và có tự do dân chủ cho mọi người dân Việt Nam. Trước hết thì mời Trung chào quý vị khán thính giả của chúng ta. Dạ vâng, xin chào quý vị khán giả của đài SBTN và xin chào anh Khôi. Cảm ơn anh Khôi rất nhiều. Cảm ơn em. Rồi mời Lan. Dạ, chào anh Khôi và chào quý vị khán thính giả của đài SBTN. Chào hai em. Trung có thể cho biết đôi nét về Trung được không? Dạ vâng, thì em là một sinh viên từ trong nước ra. Cấp 3 em học ở trường Lê Hồng Phong, Petruski. Còn sau đó thì em học một năm ở trường Đại học Bách Khoa, Sài Gòn. Và sau đó thì em được đi học bổng, đi du học ở Pháp, học chương trình học kỹ sư máy tính. Và bây giờ thì đang năm thứ tư rồi, còn một năm nữa là kết thúc. Còn một năm nữa thì xong cái học trình kỹ sư, dạ, 4 vâng năm rồi. Tại Pháp. Dạ. Nhưng mà chắc chắn là khi mà học xong mình về Việt Nam mình phục vụ chứ phải không? Dạ vâng ạ, đương nhiên rồi. Em có sợ không, kỳ vừa rồi đó thì tôi có được biết là Trung có phổ biến một số cái lá thư ngỏ, một số bài viết trên Internet rồi sau đó đã cho tự do phỏng vấn cũng như được các báo chí khác phỏng vấn. Và trong những bài viết đó em có những phê bình rất nặng nề đối với những người cầm quyền hiện nay. Chúng có ngại chuyện mà trở về Việt Nam phục vụ không? Dạ vâng, em không nghĩ là em ngại đâu, mà em nghĩ là những người cầm quyền phải ngại. Tại vì những gì em nói là đúng và hợp pháp. Em không có gì phải sợ cả. Không có gì phải sợ cả. Đúng vậy. Sao, còn em thì sao? Em có gì sợ không? Dạ, tụi em thì lại nghĩ là chính vì tụi em muốn quay trở lại Việt Nam để mà cống hiến, để mà đóng góp cho đất nước. Cho nên là tụi em mới lên tiếng để đấu tranh trong Việt Nam dân chủ, tự do hơn. Chứ còn nếu mà bây giờ tụi em muốn là học xong bên này rồi tụi em ở lại đi làm rồi thì tụi em đâu cần phải đấu tranh nữa đâu. Thì đấy thì quá dễ dàng để có một cái cuộc sống sung túc cho riêng mình. Nhưng mà nếu mà bây giờ tụi em quyết định đứng lên mạo hiểm để làm một điều gì đó thì chứng tỏ là tụi em muốn trở về và mang cái khả năng của mình ra đóng góp cho đất nước. Em sinh năm 84 ạ. Em sau khi học xong cấp 3 thì em cũng được bố mẹ tạo điều kiện cho bố mẹ động viên và ra nước ngoài, ra Pháp, sang Pháp học. Em mới học xong cử nhân luật, em mới xong thứ 3 luật. Và năm tới em sẽ tiếp tục học ngành luật công và để tiến tới đi sâu vào ngành luật hiến pháp. Dự định của em thì cũng nhiều lắm ạ. Em thì em muốn làm rất là nhiều thứ nhưng mà em nghĩ là hiện tại Việt Nam mình á, thì cần phải có một cái cơ chế nó bảo đảm cho cái quyền lợi của người dân. Bảo đảm thì em muốn học luật hiến pháp và nếu mà trong tương lai thì em muốn làm việc, nếu mà Việt Nam có một cái tòa bảo hiến á, thì cái vai trò của một cái tòa bảo hiến rất là quan trọng để những gì mà đã được ghi trong hiến pháp phải được tôn trọng và những người vi phạm những gì mà đã được ghi trong hiến pháp phải bị trừng trị, chứ không phải là phê bình và tự phê bình như là bây giờ nữa. Các em đặt tên phong trào của em là Tập hợp Thanh niên Dân chủ. Thì nói về phong trào, nói về tập hợp này một chút xíu đi. Dạ vâng, thì sau hai cái bài viết của em được phổ biến rộng rãi trên mạng Internet cũng như ở Việt Nam và hải ngoại, thì em, các rất nhiều bạn trẻ trong cũng như ngoài nước đã viết thư đề nghị với em rằng bây giờ thanh niên cần phải có một tổ chức đứng lên để mà đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam và cũng để cho thanh niên Việt Nam có hai sự lựa chọn. Một là đoàn thanh niên cộng sản, hai là tập hợp thanh niên dân chủ. Thì các bạn thanh niên có hai sự lựa chọn rõ ràng như vậy. Một là cộng sản thì độc tài, độc quyền, độc đảng. Còn dân chủ thì nó rõ ràng đa nguyên, đa đảng, tất cả mọi người đều được tôn trọng. Thì do đó thì em quyết định là đứng lên thành lập cái tập hợp này để cho các bạn thanh niên có thể góp chung sức nhau với nhau lại để mà đẩy nhanh quá trình dân chủ hóa Việt Nam. Và em nghĩ điều này rất là quan trọng bởi vì cái dân số Việt Nam hiện nay là 70% là thanh niên. Do đó em nghĩ cái vai trò của em rất là quan trọng, cho nên tụi em muốn làm và phải làm cho thành công để mà đưa đất nước mình tiến lên chứ không thể tụt hậu mãi như vậy được. Theo em được biết thì có một vài tổ chức khác cũng có các bạn thanh niên cũng đứng lên và đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam. Nhưng mà thì cái điều khác biệt của tập hợp thanh niên dân chủ của tụi em là tụi em là sinh viên từ trong nước đi ra và sau một quá trình ở nước ngoài được học tập và quan sát, suy nghĩ bằng chính cái đầu óc của mình thì tụi em nhận thấy là những cái gì mà trong nước tụi em trước đó tụi em nghĩ là sai lầm và chính vì thế nên tụi em mới quyết định cất lên cái tiếng nói của mình. Thì tụi em không phải là cái sự lựa chọn duy nhất của các bạn trẻ ở trong nước và hải ngoại, nhưng mà chỉ có một điều là tụi em đứng lên, tụi em muốn là để các bạn thấy là
là cần phải, tức là có người tiên phong, có người đi tiên phong thì các bạn sẽ can đảm hơn và cùng nhau và gia nhập với tụi em. Đã. Nhất là tại tụi em là rất hy vọng là nhất là các bạn sinh viên ở trong nước, các bạn thanh niên trong nước và nhất là khối du học sinh là những người hiểu rõ nhưng mà vì sợ mà không 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 nói lên tiếng nói của mình được. Chắc là nhiều người cũng sẽ cảm phục cái sự can đảm của các em vì biết rằng các em vẫn còn gia đình ở Việt Nam. Dạ đúng vậy. Và cái sự lên tiếng của các em như thế này có thể ảnh hưởng không ít thì nhiều đến cha mẹ, đến thân nhân, đến bạn bè của các em và tương lai của các em sau này nữa. Đúng rồi. Không, các em có lo sợ không? Một lần nữa tôi hỏi lại. Thật sự mà nói em không lo sợ chút xíu nào cả. Tại vì em biết rằng những việc em đang làm là đúng và rất nhiều người đã gửi thư cho em nói rằng em đang nói thay cho hàng triệu người. Và em nghĩ rằng cái thời buổi nào cũng vậy hết, cần phải có những người dám đi tiên phong, những người dám chịu thiệt thòi. Thì sau đó khi mà những người dám đi tiên phong càng lúc càng đông rồi thì chúng ta sẽ có một lực lượng đủ mạnh để đối trọng lại với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Đoàn Thanh niên Cộng sản. Thì em nghĩ Những cái tiếng đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam, em nghĩ rằng có được phổ thông tại Việt Nam bây giờ không? Người ta có dám nói tới? dạ rất là phổ thông đấy ạ, tại vì chẳng hạn như cái việc mà cụ Phạm Minh Chính tuyên bố phục hồi lại hoạt động của Đảng Dân Chủ thì em chưa kịp biết gì cả, thế nhưng mà những bạn bè của em ở Việt Nam đã gửi mail ra nói là Tiến Trung ơi, cụ Phạm Minh Chính thành lập đảng lại rồi đó, mà các vị cựu chiến binh rồi những cái người bạn trẻ trong gia đình của những cựu chiến binh nữa, họ biết rất rõ, biết rất nhanh nữa, còn biết nhanh hơn cả em ở ngoài nước nữa. Em thì em nghĩ là như các bạn trẻ trong nước ạ, cũng có nhiều bạn cảm thấy bế tắc, một số bạn thì tức là không, có thể là không phải tất cả nhưng mà em muốn nói cái nhận xét cá nhân của em. Nhiều bạn thì cảm thấy rất là bế tắc tại vì ví dụ như bây giờ các bạn học xong đại học ra trường nhưng mà nếu mà giả sử không có chỗ quen biết rất khó xin được việc làm. Rồi nhiều chuyện ví dụ như thế nữa các bạn cảm thấy bế tắc nhưng các bạn không hiểu tại sao. Tức là cái chuyện mà có cảm thấy bất mãn với một số cái sự việc xảy ra gần đây, một số tiêu cực mà ai cũng thấy, có thể là có nhưng cái điều mà có một cái điều là các bạn ấy không hiểu rõ được là cái lỗi nó từ ở đâu ra. Các bạn không hiểu là cái nguyên nhân sâu xa của sự việc nó là ở đâu. Theo em Đấy thì mới là từ cái đâu khó. ra? Dạ từ cơ chế. Từ cơ chế. Dạ. Nói một cách khác, Đó chính là cơ chế độc tài đảng trị thôi. tức là nếu mà bây giờ có dân chủ, có đa đảng, mọi người Dạ. dân được quyền nói lên cái ý muốn của mình, Đúng được rồi. thể hiện cái quyền tự do Đúng của rồi. mình, Đúng rồi. thì chắc chắn là phải có sự thay đổi Dạ. rất là lớn. Tam quyền phân lập nữa. Và Cái đó đó là cái rất cách quan tôn trọng. trọng. Đảm bảo cái quyền của người dân được Đúng được rồi, được được tôn tôn trọng. trọng. Và Và nếu không có cách đó thì không có gì cách gì để có thể thay đổi đất nước cả. không thể Hiện không tại tụi em chưa nghĩ ra cách nào khác nữa thể Và thế giới người ta đi Dạ. tiên phong cả nước Pháp, nước Mỹ đi 200 năm rồi để khai sáng cái dân chủ. Thế nhưng Việt Nam bây giờ các ông vẫn nói là dân chủ sẽ đến nhưng từ từ. Thế mà tham nhũng lại không từ từ cho dân nhờ. Thế rất là kỳ lạ. Rồi bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của tập hợp thanh niên dân chủ. Các em nói các em muốn là những người đi tiên phong một hình thức nào đó đi trước để cho các bạn khác cùng đi theo các em và sẽ kết hợp thành một phong trào rộng lớn ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Đúng rồi. Thế thì cái công việc sắp tới của các em dự định những công việc có cái tiên phong đó sẽ là gì? Một cách thực tế và cụ thể. Một cách thực tế và cụ thể đấy ạ. Thì em vẫn tiếp tục những hoạt động, sắp tới sẽ còn tổ chức nhiều hoạt động khác nữa. Thì cái chương trình Marathon Nối Vòng Tay Lớn là một ví dụ. Thì tụi em đã rất là nhiều người đăng ký tham gia từ các thành phố khác nhau. Thì lần lượt từng thành phố này tổ chức thu thập chữ ký để mà gửi lên Liên Hợp Quốc cũng như là các nước sẽ tham gia APEC để mà nói. Và qua cái việc đó thì em cũng muốn đánh động các thành phần du học sinh và các bạn sinh viên trong nước để các bạn thấy rằng cũng cùng lứa tuổi như các bạn ấy thôi nhưng mà cần phải nghĩ đến quốc gia nhiều hơn. Và những cái đó ở trong nước thì Đảng Cộng sản lại không không cho là như vậy, là thanh niên sinh viên thì cứ lo chuyện gì đi mà đừng nghĩ chính trị là được rồi, là tốt đẹp rồi. Video game đó, như thế như vậy. Thì tụi em muốn làm như vậy đánh động thành phần du học sinh bởi vì đặc biệt du học sinh ở đây thì họ biết rất là nhiều tin tức bởi vì tụi em cũng thuộc thành phần như họ và sau đó là các bạn em bạn bè của em ở Việt Nam. Thì đó là bởi vì những người du học Nhưng mà sinh bây sẽ giờ cái chương trình Marathon Dân Chủ đó nó sẽ diễn tiến theo cái kế hoạch như thế nào? dạ thì sắp tới là ngày 15 hoặc 16 tháng 7 này sẽ tổ chức tại San Jose và sẽ làm rất là lớn, có thị trưởng thành phố San Jose đến dự rồi một số dân cử liên bang của Mỹ rồi đại diện của phong trào dân chủ Việt Nam rồi một số đảng phái khác ở đây đấy ạ. Các em sẽ nói gì, các em sẽ tường thuật gì, các em sẽ chia sẻ gì với những người đến tham dự cái ngày hôm đó? Tụi em sẽ chia sẻ về tình hình Việt Nam hiện tại và những giải pháp nào cần thiết để mà đẩy nhanh cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Thầy thanh niên đóng vai trò như thế nào?
Đó, thì sau những hoạt động như vậy thì tụi em sắp tới sẽ nhắm đến là vấn đề quốc hội của Việt Nam, tại vì ai cũng biết là bầu cử quốc hội vào năm 2007 sắp tới nữa. Thì tụi em sẽ bằng những hành thức hiện tại thì cũng chưa rõ ràng đâu, nhưng mà có ý trong đầu hết rồi. Đã có ý tưởng. Thì đã có ý tưởng hết rồi để làm sao để cho các bạn trong nước thấy rõ rằng quốc hội là là dân bầu ra. Thế nhưng mà lại thông qua mặt trận tổ quốc là cái cơ quan của Đảng Cộng sản. Thế thì làm sao công bằng được? Và như vậy làm sao nhà nước của dân, do dân, vì dân được? Dân có bầu đâu bao giờ đâu. Đó, thì tụi em sẽ bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng túm lại là bất bạo động, hợp pháp và ôn hòa để cho tất cả mọi người đều có thể tham gia mà không phải e sợ gì cả, vì tất cả những hoạt động đều là hợp pháp cả. Có những người mà trước đây họ đã tranh đấu bất bạo động và một cách nào đó cũng rất là hợp pháp và chắc chắn là rất là ôn hòa, chẳng hạn như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, chẳng Đúng hạn rồi. như những nhân người đấu tranh khác, Đúng rồi. họ chỉ nói lên cái tiếng nói của họ cũng rất là nhẹ nhàng như vậy thôi mà họ vẫn bị bắt, họ vẫn bị trù dập, họ vẫn bị đàn áp, và bây giờ cả thế giới lên tiếng để đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho những người đó. Các em nghĩ như thế nào? Tụi em nghĩ rằng bây giờ mình muốn thành lập, mà tức là mình muốn đấu tranh thì mình nên liên kết lại với nhau để có sức mạnh. Thì trong trường hợp anh Phạm Hồng Sơn, anh Nguyễn Phúc Bình thì có thể là anh chỉ có một mình thôi, thì Đảng Cộng sản rất là dễ dàng mà bẻ từng người được, giống như từng cái cây, cái từng cái cái đũa. đũa bó đũa. Nếu mà ta bẻ từng cái thì người ta bẻ rất dễ, nhưng nếu mà mình tập hợp lại chung lại với nhau mình thành một khối người thì không cách nào họ bẻ được. Và tụi em nghĩ rằng cái cách ôn hòa và hợp pháp là cái cách mà tụi theo đối với quan điểm của tụi em thì nó cũng là một cách đúng đắn để cho các bạn trong nước có thể tham gia, và với những hoạt động hoàn toàn hợp pháp thôi. Thì khi mà đông rồi thì mình sẽ tiến hành những hoạt động khác, mà nếu mà đảng và nhà nước không nhượng bộ thì bắt buộc tất cả phải nắm tay nhau lại và cùng lên tiếng nói, không còn cách nào khác nữa. Các bạn của các em ở trong nước nghĩ như thế nào về những hoạt động của các em bây giờ? Có nhiều ý kiến khác nhau ạ. Có bạn thì nói tụi em phản động. Có bạn thì nói là các cậu nói cũng đúng đấy, nhưng mà vội vàng quá, cứ từ từ. Có những bạn thì ủng hộ nhiệt liệt và Tỷ lệ như thế nào? tỷ lệ ạ. Thì đối với em, theo cách nhìn của em đối với phản hồi từ các bạn của em từ trong nước đấy ạ, thì những bạn mà còn đang đi học đó thì nói chung là vẫn còn bị tin theo những lời gì mà được học lắm, thì cho tụi em là phản động hay là phản bội đất nước Tại vì thì họ không có cơ hội để có những cái tin tức mà các em có được. đúng rồi Dạ, nhưng mà tụi em rất thông cảm với nhưng họ, họ bởi cũng chính tụi em cũng đã từng như họ là không biết gì cả, tại không có thông tin thì mình không thể biết được. Thế nhưng mà những cái người bạn của em đã đi làm rồi đó, thì họ rất hiểu, vì khi mà đi làm rồi họ va chạm với thực tế cuộc sống thì họ thấy nó khác xa với những gì mà họ được học ở trong trường đó. Mà thật sự thì chẳng hạn những bạn bè của em ở trường Bách Khoa Sài Gòn, các bạn lấy photo những bài viết của em, các bạn dán đầy trường hết, các bạn ở trường Lê Hồng Phong của tụi em cũng vậy. Thì có nói chung là công an Việt Nam cũng phải hơi mệt mỏi Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện với chúng tôi là Nguyễn Khôi của SBTN San Jose với các bạn trong Tập hợp Thanh niên Dân chủ Việt Nam, các bạn Nguyễn Tiến Trung và Hoàng Lan. Và bây giờ thì Nguyễn Khôi cũng như là các bạn Hoàng Lan và Tiến Trung xin trở lại với quý vị. Chúng ta trở lại với câu chuyện của thanh niên, của dân chủ, của đất nước, của quê hương mình. Trung có thể cho biết là cái cảm nghĩ của Trung như thế nào khi lần đầu tiên Trung được tiếp xúc với những cái luồng thông tin khác với những gì mà Trung đã có khi còn ở Việt Nam, và có ngỡ ngàng không, có ngạc nhiên không, và sau khi tiếp xúc đó thì có những cái thay đổi nào đã xảy ra, và một câu hỏi bên cạnh đó là cái nhận xét của Trung như thế nào về cái tinh thần của đồng bào hải ngoại? Dạ vâng, thì em lúc mà từ mới từ Việt Nam qua Pháp vào cái năm học đầu tiên đấy ạ, thì trong đầu em nghĩ là nói chung là người tư bản thì chỉ biết có tiền, rồi người tư ở đây thì bị bóc lột bởi chủ tư bản thậm tệ, rồi nói chung Sách là vở sách vở mọi thứ là thế. Nhưng mà sau một thời gian quan sát thì em thấy sao kỳ vậy, không có đúng như vậy nữa. Tức là người hải ngoại đấy ạ, mà người nước ngoài ta đã sống rất là nhân bản và sống có tình người chứ không phải là sống như ở Việt Nam. Thì qua cái sự nói chung là qua một thời gian rất là dài, có thể là 1 đến 2 năm để mà từ từ mình quan sát, mình theo dõi tại sao người sách trong nước thì nói như vậy, bên ngoài thực tế nó hoàn toàn không đúng như vậy, tại sao cái trong nước là cứ nói là đa đảng là không thể nào làm được gì cả, thế nhưng đây người ta đa đảng dân chủ, thế nhưng thì người ta lại phát triển như vậy. Thì mình đặt ra những câu hỏi, rất là nhiều câu hỏi trong đầu thì mình không biết làm sao cả. Thì
Thì tụi em đã từng học ở triết học ở trong trường mà chỉ được học triết học Mác-Lênin thôi. Thì qua đây em có dịp để đọc những cái sách, những cái quan điểm khác về pháp luật, về chính trị, về triết học. Thì từ đó mình thấy thôi và mình quan sát. Và điểm đặc biệt hơn nữa là đồng bào Việt Nam hải ngoại nói chung và cụ thể là cái vùng mà tụi em đang học thì các bác giúp đỡ tụi em rất là nhiều, nhưng mà hoàn toàn không hề đả động đến chính trị cả. Thế tụi em mới ngạc nhiên. Thế là trong nước người ta nói rằng đảng những người mà bỏ nước ra đi là hamburger sữa Mỹ, rồi mê tiền của Mỹ cho, rồi bỏ nước mà đi. Thế nhưng khi mà tụi em tiếp xúc với các bác các chú, mình thấy hoàn toàn không phải như vậy. Không ai muốn bỏ nước mà đi cả. Nó phải có lý do gì Hàng đó. nghìn năm chống lại giặc ngoại xâm mà không ai bỏ nước đi. Thế thì tại sao khi mà đất nước thống nhất phải vui mới đúng, thế mà tất cả đều bỏ nước ra đi? Thì qua những cái việc đó tiếp xúc với cái đồng bào Việt Nam hải ngoại, với cái tình cảm như vậy, cái chân tình của các bác các chú nó dành cho em, thì em mới thấy rằng tất cả những gì học là sai lầm và dối trá, và đó đều em rất đau lòng. Thì khi mà hiểu được cái điều đó rồi thì em mới nghĩ là em, các bạn em trong nước thì họ làm sao, họ vẫn bị giáo dục như vậy, họ vẫn nghĩ như vậy và Cho đến bây không giờ người ta vẫn dạy ở trong các trường lớp như vậy. chính xác Mấy à, chục năm sau cũng vẫn như vậy chính thôi. xác à, không khác tí gì không khác. Vì thế cho nên em mới thấy bây giờ cái trách nhiệm mình làm sao. Bây giờ mình hiểu rồi, mình thấy được cái sự thật nó rành rành như vậy rồi thì mình phải nói và mình phải làm. Thì đó là cái trách nhiệm của mình, của những người nó thấy được. Bởi vì những người bạn trong nước khi mà mắng chửi em là phản động hay là bán nước gì đó, thật sự em thấy các bạn đáng thương hay đáng trách. Vì các bạn nó không bao giờ được sống trong một cái thể chế dân chủ và tự do như thế nào thì các bạn không thể hiểu được. Thì mình rất thông cảm các bạn. Và bổn phận bây giờ phải làm sao cho các bạn nó hiểu. Thì đó là trách nhiệm của tụi em. Và chính vì lý do đó nên tụi em mới thành lập ra tờ Hợp Thanh niên Dân chủ để các bạn cùng nhau làm. Em nghĩ như thế nào về cái tầm quan trọng của Internet về ở tại Việt Nam bây giờ? Các bạn ở Việt Nam có thực sự có quan tâm nhiều đến cái tình hình đất nước? Thực sự mà nói thì tất cả các bạn ở trong nước không, tức là để tự mà các bạn ấy đặt câu hỏi ra thì em nghĩ là rất là khó, gần khả năng rất là ít, trừ phi những bạn mà có thể có bạn bè nước ngoài đã nói chuyện với các bạn, người có người thân nước ngoài đã nói chuyện với các bạn. Mà ngay cả trường hợp của các bạn ấy có muốn đi chăng nữa thì rất là khó, tại vì các trang web bị chặn từng lửa. Bị chặn từng lửa, ngay cả trang web của tụi em mới đây là sau khi chương trình marathon nối vòng tay lớn được được tung ra thì là cũng đã bị chặn Bị rồi. chặn rồi. Dạ. Trước đây thì nhà nước chưa có chặn trang web của tụi em, thì tụi em post lên những thông tin rất là trung thực, khách quan và ôn hòa, hoàn toàn không hề kích động cái bạo động hay là hận thù gì đây cả. Thì trên website của tụi em chỉ nói lên, post những cái bài viết của những người thanh niên mà suy nghĩ về hiến pháp, về tình trạng đất nước, cũng như là cái những cái khái niệm cơ bản đầu tiên về hiến pháp, về pháp trị, về xã hội công dân, về báo chí tự do, để những thông tin như vậy thôi. Và điều đó cũng rất là phù hợp với cái mục tiêu Đảng Cộng sản là xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chính những gì họ nói thôi. Nghe có điều họ làm thì nó cũng giống như Dạ. họ nói mà họ không làm thôi, Yeah. họ làm từ từ. Thì mình đã nói mình làm như vậy để mà làm cho được cái mục tiêu đó là xã hội phải công bằng và dân chủ. Thì chính Đảng Cộng sản cũng nói vậy thôi. Thế nhưng mà bây giờ Đảng Cộng sản lại chặn cái trang web của tụi em. Thì bây giờ hiện tại tụi em đang chuẩn bị cái chiến dịch là đã làm rồi đấy, là viết những cái bài viết gửi lên BBC, là cái bài mà duy nhất mà không bị Đảng Cộng sản Việt Nam ngăn chặn từng lửa để mà phản đối cái quyết định của nhà nước. Như vậy là vi phạm pháp luật một cách rõ ràng và trắng trợn. Cái việc mà tụi em đứng ra tụi em làm đó là cái thiện chí của tụi em để xây dựng một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Thì nhà nước không đối thoại với tụi em mà thay vì đó thì lại ngăn chặn, bưng bít, cấm đoán. Và em nghĩ rằng nhà nước đã sai lầm khi làm như vậy. Nếu bây giờ có cơ hội trở lại với ngôi trường cũ, với những người bạn xưa, Lan sẽ nói gì với họ? Thì em sẽ nói với họ là em đã từng nói rồi ạ. Em nói với họ là mình hãy suy nghĩ bằng chính cái cảm nhận và chính cái đầu óc và chính cái trái tim của mình. Ví dụ như là ngay như trường hợp của em, khi mà em ra nước ngoài em học thì thời gian đầu á, tại vì em học luật nhưng trong trường cũng có những môn chính trị này kia, mới đầu em rất là hoang mang, mà tại sao trong nước dạy một đằng ra đây lại được học một nẻo. Bây giờ chắc chắn hai người, một người nói A, một người nói B, chắc chắn là phải có một người nói dối. Thì có một thời điểm em rất là hoang mang, thì sau đó em mới nghĩ là bây giờ mình cứ lấy cái gọi là Sự suy nghĩ của mình và lấy đúng không? sự suy nghĩ của mình, nhưng mà tức là mình lấy cái thước đo là cái bản chất của con người. Tức là bây giờ cái chuyện đó thì ai, tức là bây giờ mình cảm nhận được là ví dụ cái điều này người ta nói nó đúng với cái bản chất con người hơn thì mình nghĩ là thế nó đúng, và mình nếu mình giả sử mình làm theo điều đó thì mình cảm thấy là mình thoải mái hơn.
thì em cũng chỉ hy vọng các bạn ở trong nước, các bạn bè của em cũng cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu bây giờ các bạn nghe suy nghĩ có những người người ta nói khác đi một chút thì các bạn hãy phán xét bằng chính cái cảm nhận của mình là cái nào nó phù hợp với cái bản chất của con người hơn, và để mà hành động theo cái những cái gì nó thực sự là từ bản năng của mình. Cứ nhìn vào đôi mắt của mình cũng như Hoàng Lan nói thôi. Và khi đã hiểu ra rồi thì hãy hành động. Bởi vì dù cho mình có nói hay, nói giỏi, nói cỡ nào đi nữa, nhưng mình không làm, không dám hành động thì dân chủ không bao giờ đến cả. Ai cũng nói là tôi yêu dân chủ lắm, tôi muốn đất nước mình phát triển lắm, nhưng mà ai cũng chỉ nói như vậy rồi viết những bài viết dài lê thê, rồi chỉ có như vậy thôi thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Đối với quan điểm của em, chúng ta cần phải hành động và phối hợp với nhau để cùng làm. Người bạn của Trung sẽ hỏi tiếp là mình phải hành động như thế nào bây giờ? Thì đó, chương trình Marathon Nước Vòng Tay Lớn là một ví dụ chẳng hạn. Các bạn ấy có thể ghi chữ ký của mình ra, ghi tên mình thôi. Các bạn ở trong nước đó. Dạ. Rồi. Chữ ký của mình gửi cho em, để cho nhân dân thế giới thấy rằng là những người dân ở trong nước Việt Nam đang khao khát một nền dân chủ ở Việt Nam, nhưng họ không có cái gì mà để mà họ đã, là chính quyền không nghe họ, thì mong rằng nhân dân thế giới sẽ đứng lên và giúp họ một tay, những người trong nước, để mà đẩy nhanh cái quá trình dân chủ hóa Việt Nam. Đó là một cái thức hoạt động, chỉ cần một chữ ký thôi. Thì các bạn có dám làm không? Phải hành động chứ, các bạn thích đó, nhưng mà các bạn không dám thì cũng không thể nào dân chủ được. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Cảm ơn Trung, cảm ơn Lan ngày hôm nay đã đến với khán thính giả của chúng tôi SBTN từ San Jose. Và hy vọng rằng những cái câu chuyện mà chúng ta trao đổi với nhau ngày hôm nay sẽ đem đến cho các khán thính giả những sự suy nghĩ. Và nếu mà quý vị khán thính giả đó có những tiếp xúc với những người trong nước, con em hoặc là bạn bè trong nước, thì họ có thể chia sẻ những cái điều mà hai em vừa tâm tình. Cảm ơn hai em và xin hai em gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả của chúng ta. Vâng, Tiến Trung xin chào quý vị khán thính giả của đài SBTN và xin chào anh Khôi. Cảm ơn anh Khôi rất nhiều vì đã tạo cho tụi em có điều kiện để tâm tình với đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, để nói lên những thao thức và trăn trở của tuổi trẻ chúng em từ trong nước ra, và cho các bạn thanh niên, học du học sinh cũng như là những người con em thanh niên ở hải ngoại thấy được điều đó và sát cánh với tụi em để cùng làm một cái gì đó cho dân chủ hóa Việt Nam. Hoàng Lan xin chào tạm biệt quý vị khán thính giả của đài SBTN và hy vọng rằng sau chương trình này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái suy nghĩ tâm tình của những bạn thanh niên ở trong nước, và rất hy vọng là sẽ được gặp lại các cô, các bác và các bạn ở trong cái chương trình Marathon Nối Vòng Tay Lớn được tổ chức tại San Jose. Nguyên Khôi cũng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Đây là chương trình truyền hình SBTN thực hiện từ San Jose.